Hello, chào mừng anh em quay trở lại với channel 69 Gaming anh em ơi. Hôm nay thì mình làm về cái tựa game của anh em đang góp ý kiến nè. Là kêu mình chơi cái game Tam Quốc Phong Tranh Phong này đi. Ok, thì bây giờ mình cũng tải về mà mình chơi thử. Tình hình thì cái game này nó cũng vừa mới ra anh em. Mới ra được hôm bữa ngày 11 tháng 5 à. Cũng ra được khoảng cỡ hơn 10 ngày ha. Mình cũng không hay anh em. Thấy cái game này nó cũng ít anh em chia sẻ quá cho nên là mình cũng không biết. Bây giờ mình vô chơi thử xem sao. Để mình coi cái mấy server mới có một cái server một à. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô luôn nha anh em. Ồ, đầu tiên thì mình phải tạo nhân vật hả? Hạ Hầu Đôn, Quang Vũ, Tôn Thượng Hương. Thôi mình chơi Quang Vũ đi. Hạ Hầu Đôn mình cũng không khoái lắm. Mình chơi Quang Vũ. Ok. Cho mình đặt tên này không ta? Rồi ok, nó cho mình đặt luôn này. Chào mừng chú công đến với Tam Quốc Tranh Phong. Hãy để Uyển Nhi hướng dẫn dẫn chúa công làm quen với trò chơi. Ok, đầu tiên là Dũng vô đi phó bản ha. Thôi mấy này đọc nha, bỏ qua nhanh nhanh đi. Ok, bây giờ mình vô mình đánh phó bản thử coi làm sao. Chúa công, ok, x1. À quên anh em. Cái game này nó có nhập code nữa nha anh em. Để xíu mình ra mình coi mấy cái code chung thứ hai. Coi thử có cái code nào xài được không. Ok, thì anh em cứ làm cái nhiệm vụ theo nó hướng dẫn lúc ban đầu anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ tới quán rượu mà chơi một chút. Ok, vô nhậu luôn em. Rồi, tại đây chú công có thể chiêu mộ được các tướng quý hiếm. Ok. Đây, nick vô đây anh em sẽ chiêu mộ được những tướng quý hiếm này. Coi đầu tiên sẽ ra là con gì đây. Chiêu mộ 10 lần có tỷ lệ ra tướng mạnh hơn chiêu mộ 1 lần. Ok, thì đầu tiên nick bắt mình chiêu mộ 1 lần. Ra Hạ Hầu Đôn nè. Khỏi mất công hồi nãy vô dọn Quang Vũ á. Là bây giờ nó ở chọn Hạ Hầu Đôn, bây giờ nó ra thêm con đó nè. Ok, bây giờ qua đây tầm bảo ha. Tầm bảo là mở trang bị anh em. Trời trời, đem thì mở được cái trang bị màu loại cùi bắp nhất luôn thì phải. Nhìn cái màu là thấy nó tăm tối nè. Ok, bên đây chắc đồ xịn. À, đồ xanh dương. Đồ xanh dương mình nghĩ là chắc khoảng ở bậc 3 như thường là. Màu bạc xong rồi tới màu xanh lá cây rồi mới tới xanh dương. Cái tím này kia, tím là vàng là đỏ. Ok. Bây giờ đấy đội hình. Sắp xếp đội hình nè. Ok, bây giờ mình có thêm con Hạ Hầu Đôn rồi. Cho nó vô cái đội hình của mình. À, cái game này nó cũng khá là giống với cái game đảo kho báu nè. Cũng cường quá trang bị đi nè, 6 món nè. Ok, thì quá hoàn thành cái nhiệm vụ gì đây? À, list vô đây để mình coi thử nãy gì đây, sử dụng để chiêu mộ tướng. Ok, thì xíu nó mình gom nhiều nhiều, mình để gọi khoảng 10 lần mình vô mình chiêu mộ một lượt luôn. Ý, ở đây nó cho mình thêm 5 cái thẻ chiêu mộ tướng đó nè. Ôi, cái vũ khí màu xanh nước biển luôn. Cái này là cái ấn của đạo gia chắc là cũng trang bị luôn anh em. Còn cái này là sử dụng trong tầm bảo thường. À, cũng có quà 7 ngày luôn nè, còn mấy cái ngày sau thì anh em mình sẽ tìm hiểu sau đi ha. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình... ủa cũng có thủ ấn là giống mình đảo kho báo á ta. Đây cũng là cũng có luôn nè anh em cứ đi một bậc như nó cho một cái ấn nè. Đó, anh em vô thủ ấn cũng giống như bên game đảo kho báo vậy thôi, muốn mua vàng nè. Ok, bây giờ làm tiếp gì rồi ta, hoàn thành chiêu mộ tướng. À, bây giờ mình làm nhiệm vụ đi. Thôi bây giờ mình vô mình nhập cái gift code trước đi anh em. Đây đầu tiên thì anh em cũng vô trang nạp Tam Quốc Phong Tranh của Tam Quốc Tranh Phong .vn. Rồi nó cũng giống như cái trang nạp đảo kho báo nha anh em. Có khi nào chung hãng không ta? Đó, anh em cũng vô cái trang nhập gift code nè. Nạp gift code đây. Đó, anh em nhập gift code ở chỗ nào ta? Đây, bên dưới, ô bên dưới. Ok, đầu tiên thì cái gift code tăng thủ là đây, xíu nữa mình sẽ để dưới phần mô tả clip nha anh em. Đó, anh em chỉ cần lên và copy và paste vô thôi. Để nạp thử coi. Nó nạp thành công rồi, ok. Tới cái gift code thứ hai mình cũng không biết gift code gì đâu, mình nạp đại, nạp thành công luôn rồi. Xíu mình vô thư mình coi thử ấy. Cái gift code thứ ba bạn nạp thành công luôn. Ok, gift code thứ tư, gift code này hết hạn rồi, vậy chỉ có 3 cái sử dụng được thôi anh em. Rồi xong. Ok, anh em có biết được thêm cái gift code nào hay hay thì nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình nha. Mình sẽ vô mình test thử, mình sẽ bổ sung thêm trên clip luôn. Đây Dũng vô thư cũng nhận quà như mấy cái bên game đảo kho báo mình thôi anh em. Đầu tiên là gift code tăng thủ nè. Rồi được mấy cái gương gì nè, gương vật phẩm ngẫu nhiên, chìa khóa. À, rượu này chắc là cũng giống như bia bên mình hồi thể lực nè. À, được 3 cái vé chiêu mộ tướng luôn. Ok,
gift code quang độ được năm cái vé chưa mẫu tướng nè, cái gương màu đỏ, gương vật phẩm ngẫu nhiên, mỗi vương một gương một bạc cam luôn em. Cái này là cái này cái gì? À, dùng để chat với tần số thế giới, cái lâu hả anh em, 50.000 tiền đồng, ba cái chiêu mộ tướng đó. Ok, nhận hết luôn. Thì hiện tại giờ mình giờ chỉ có ba cái code sử dụng được thôi anh em, nếu mà có cái code nào thì anh em để ở dưới phần bình luận nha. Ok, bây giờ nó bắt mình vô chiêu mộ tướng à. Bây giờ mình chiêu mộ không chiêu mộ một lần, mình chiêu mộ 10 lần luôn. Đây, mình list vô đây đó. Ok, để ra cái gì đây, đại kiều sái văn cơ, đại kiều hồn tướng. À, mình quay gần đại kiều rồi cho nên nó cho mình cái hồn tướng thôi. Điển vi á nè, ôi điển vi cái kiếm nó, cái vũ khí nó sáng sáng đẹp quá ta. Mã siêu sái văn cơ, tào tháo, tiểu kiều. Ok, nhận luôn. Thì mình hiện tại giờ mình cũng chưa biết cái game này tướng nào nó ok nữa, tướng nào nó meta, cho nên anh em nào có chơi game này rồi thì cho mình ý kiến mình giúp mình luôn luôn nha. Đây, mình vô trong cái đội hình của mình đây, tướng của mình đây. Con này là cái hệ gì ta? Điển vi. Điển vi công 233. Cái vũ khí nó sáng sáng đẹp ha. Cái này là Chu Thái, 0.97. Quang Vũ của mình nè, 0.24. Tào Tháo thì nó cái hệ gì ta? Hệ cái quạt hả? Hệ cái quạt giống như là quân sư vậy anh em. Quân sư, còn tiệm... Đại Kiều là dạng như là pháp sư nè. Đó, cuốn sách nè. À, cái bên này là cái tà hồn, tàn hồn. Cái hồn này dùng để tăng sao tướng anh em. Thì bây giờ mình vô con Đại Kiều, con Đại Kiều bây giờ đủ để tăng sao này nè. Bây giờ mình tăng sao nữ, tướng mới đạt cấp độ 10. À, đạt cấp 10 mới có thể tăng sao được. Bây giờ mình sẽ vô trong phó bản mình quýnh tiếp. À, mình khoan mình làm nhiệm vụ cái đó. Hoàn thành phó bản tới ải số 5 luôn. Tính ra cái game này nó cũng dễ chơi anh em, dễ chơi hơn cái game Tam Quốc Loạn Chiến hồi đó mình chơi. Nhìn nó cũng dễ thương hơn nữa. Nó dạng chibi dễ thương này kia rồi anh em. Thì tướng thì nãy mình cũng quên để ý coi thử trong bản tướng coi nó có nhiều tướng hay không. Để xíu mình ra mình coi thử coi. Cái này cái dạng nó quýnh theo lượt chứ không phải là nó quýnh nguyên tem dồn lên quýnh như ở bên đảo Hoa Báo nè. Cho nên là chắc nó cũng khá là dễ xếp đội hình hơn là so với game bên kia. Game bên kia nó có những cái con mà nó bị kỵ hệ này kia đó, có những con hỗ trợ ngon này kia thì nó sẽ boost đi liền luôn chứ không phải là theo lượt như thế này. Cái này phải đợi theo lượt nữa anh em. Ok, cái ải đầu thì dễ dàng ha, cái hình nền nhìn nó hấp dẫn quá anh em. Ok, tại sao nó chỉ có được có hai con tướng vậy ta? À, không biết là cái đội hình nó có cho được nhiều con tướng không nữa, để xíu mình ra mình coi thử ấy. Đây là lần đầu tiên mình chơi cái tựa game này luôn, cho nên là mình cũng không biết là nó chơi như thế nào. Bây giờ mình sẽ vừa chơi vừa nghiên cứu mà vừa làm clip để cho anh em có thể tham khảo từ đầu luôn. Ok, thì quýnh cái ải này nó sẽ cho con trang bị này kia luôn nè. Ôi, con boss hay gì nó trâu với ta. Quang Vũ mình nó hơi bị yếu sinh lý một chút anh em. Bị chọt một cái muốn chết luôn vậy. Ok, để bây giờ mình ra mình coi mình mặc thêm trang bị cho con tướng của mình. Trang bị đây. Ủa, mặc ở đâu ta? Đội hình. À, đội hình thì được đến 5 con này anh em, nó mới mở thêm con nè. Bây giờ cho con gì vô ta? Con Đại Kiều đi. Ủa, chọn sao? Ok. Giật cái kỹ năng, à Đại Kiều thì nó có cái khả năng boost máu anh em, nó giống như con Chopper của bên mình vậy. Tấn công cái địch máu thấp nhất gây sát thương 80 công, hồi máu cho một đội hậu viên với 100% công luôn. À, hồi máu cho ma đồng minh thấp nhất với 150% công 3 lượt. À, tự hồi máu cho 50% công, tăng 15 công ẩn thân trong 3 lượt khi sát thương từ đòn đánh thường hoặc nộ. Ok. Một trang bị này kia nè, để mình trang bị cho con Quang Vũ mình trước đi. Đó, đồ xịn không. Đây, bây giờ tới con mua hết đồ cho nó luôn rồi. Cái này là cái bản ngọc, cũng có khảm ngọc đó nè anh em, cũng có thay tướng nè, bố chặt này kia nè. Đó. À, bây giờ mình cho con này ra phía sau đi. Mình thích cái đội hình này hơn. Ok, cái đội hình này thì anh em tùy ý sắp xếp chứ không phải là nó theo ô như bên kia. Nó bày sẵn ô cho anh em mà anh em chỉ cần vô mà anh em sắp xếp thôi. Khoảng này anh em có thể bố trí bất kỳ chỗ nào anh em thích. Tướng nè.
Bây giờ mình vô coi quang vũ của mình thử coi. Tăng sao, tăng cấp. Ok. À, bây giờ mình lên mình tăng cấp lên cấp 10 luôn đủ không? Không được, không. Độ hero không thể tăng nhiều hơn cấp người chơi. À. Hiện tại mình chỉ mới cấp 5 thôi cho nên là có mấy con tướng của mình chỉ lên được tới cấp 5 là tối đa thôi. Ok, cũng cấp 5 luôn. Bây giờ nãy là mình còn gì ta? Đây. Hạ hầu đôn, hết đồ chơi để mà tăng lên này. Ok. Giờ vô ấy, điểm danh ngày gì nè. Ủa? À phải list cho cái chữ điểm danh này mới được. 140.000 tiền luôn. Sự kiện, để mình coi sự kiện có gì không. Tiêu hàng ngày, tiêu 300 vàng. À, mua. Ôi, nãy mình có rất là nhiều mấy cái gương này rồi ta. Mình vô mình mở cái đã, quên mất tiêu. Sử dụng, đây, gương vàng của mình đây. Sử dụng 10 lần luôn. À, được mấy cái bình phù cao cấp lên anh em. Cái chiêu mộ lệnh tướng đó nè. À, cái chat tần số thế giới còn này là gì. Ngọc, ngọc khảm vô trang bị cho con tướng hồi nãy cái chỗ mình nói chỗ khảm ngọc á. Ok. Bây giờ mình tới cái gương bạc. À, cũng có cái loại trang bị là một loại ngọc bội tăng 100 máu. À, cái chỗ này khảm ngọc. Ôi, 38 vàng. Cũng được. Bây giờ tới cái gương gương đồng. À, cũng có ơi ngọc 2 sao luôn nè anh em. Ui, rượu vàng. Ôi, ngon rồi ha. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình khảm ngọc cho con tướng của mình. Cho con Quang Vũ đi. Ủa cái chỗ khảm ngọc đó rồi ta. Bên đội hình đó. Đội hình, à, ngọc đây. Trang bị nhanh. Ok. Đó đây. Chỉ mới có nhiều đó thôi. Bây giờ mình vô cái à thư gì đây? Phần thưởng đặt cấp 5. Ok, được 5 cái gương vàng nữa. Rồi, vô mở luôn anh em. Vô mở luôn coi thử coi được cái gì. À, cuốn sách phép. Một loại Sơn Hải Kinh gọi là địa lý chí phương tăng 9% công. À, loại binh thư. Ok. Bây giờ mình sẽ vô con tướng. Vô con tướng để mình trang bị cho nó lại. Rồi, cái chỗ trang bị rồi ta. Đội hình. Đội hình vô, à đây. Vũ khí. Quang Vũ nó không có, nó không biết nó có xài cái cuốn sách được không ta. Không được rồi, nó chỉ xài mấy cái loại này thôi hả. Ồ, cái loại kia dùng cho con này. Đây, ủa cái cuốn sách đâu ta. Cuốn sách là trang bị chỗ nào chạy. Nãy mình mới được cuốn sách mà. Mình coi, để mình coi, để thử. Hồn thạch. Ủa trang bị, thử áo giáp phụ kiện ngọc ấn binh thư. Ủa nãy mình nhớ mình mở ra được cái cuốn sách binh thư mà ta. Ủa kỳ vậy ta, giờ mình không biết ở đâu luôn. Trẻ tầm bảo cao cấp nè, quán rượu tầm bảo mở 10 lần. Thôi mình để 10 lần mình mở luôn đi. 10 lần chắc chắn nhận được đồ tím trở lên. Ok, để 10 lần mình mở luôn. Đến tầm bảo một lần, à tầm bảo một lần thì mở bên đây. Được cái gì đây? Không binh khí nào có thể xuyên thủng qua được cái khiên. À, cái khiên cho con tướng. Ok, bây giờ sẽ mặc vô cho con tướng luôn. Cái khiên, à trang bị nhanh. Ok, trang bị cho con tướng của mình đi. Đó, mặc áo giáp cho con đại kiều. Hoàn thành. Ok. Cường quá trang bị đến cấp 2. À, cường quá đây, nó cũng có cường quá giống như bên mình. Cường quá chỉ tốn quá vàng, ủa tốn quá tiền thôi anh em. Cấp 8 luôn rồi, 13 luôn rồi. Ôi. Cái cung gỗ, hạ hầu đôn đang xài cung hả. Nói chung game này nó cũng khá là giống bên gạo kho báo nè. Anh em có thể lên Google Play tải cho chơi thử. Tự game là Tam Quốc Tranh Phong anh em. Ok, thì cái phần gift code mình sẽ để với phần mô tả của clip nha. Anh em chỉ cần lên và nhập code lên trang web nạp đảo của nạp tamquoctranhphong.vn gì đó, rồi anh em vô nhập code thôi. Cũng đăng nhập này kia giống như bên game đảo kho báo mình đó anh em. Rồi anh em vô chọn cái phần nhập code trong như nãy mình hướng dẫn á, nãy mình nhập đó, rồi anh em cứ làm theo là ok. Nhìn nó cũng hấp dẫn á anh em. Thì trong lúc rảnh rỗi mình cũng có thể chơi giết thời gian được. Lúc mà quên game đảo kho báo không còn cái gì để làm á, mình qua đây mình giết thời gian được. À, quét ải nó có cho mình cái tính năng để mình qua ải luôn nè, qua nhanh luôn nè em, khỏi cần phải quýnh nè, không có
không biết có cần phải VIP đi không rồi để qua thôi. Hay không thì mình không biết, để mình coi thử. Ok, cấp độ 80 mới được anh em, cấp độ 80 mới được sử dụng cái đó. Ôi 80 chắc cũng khá là lâu à. Giờ nó chỉ có X2 thôi, không có X3 ha. Còn mấy cái cục ở dưới này là gì mình không biết nữa nè. Hai cái cục sấm sét bên dưới này là kỹ năng đó. Ok, mấy ải đầu này cũng khá là nhàn. Rồi, clip nó cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc clip đây thôi. Ở clip tiếp theo thì mình cũng sẽ làm về cái tựa game này dạng như chơi từ đầu anh em. Đó, thì mình chơi sao thì mình sẽ up lên như vậy. Đó, ở bên đây thì cái ải tới 2.9 lần. Rồi, anh em xem nếu mà thấy hay có thể tải về chơi thử nha anh em. Tựa game này cũng khá là dễ thương. Đó, thì cái tên game này kia là mình sẽ để dưới phần bình luận, dưới phần mô tả luôn. Em nếu mà thích giải trí thì có thể tải về và chơi thử. Rồi mình kết thúc clip đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em nha anh em. Bye bye. Anh em xem clip nhớ cho một like, một đăng ký nha. Và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Rồi tạm biệt anh em.